Hello, mình chào nàng chú bác đang theo dõi kênh mua bán đồ nghề bãi nha. Hôm nay lên video tiếp theo số 84, bao gồm một số món đồ nghề, dụng cụ. Anh em mình theo dõi video, thấy món hàng nào ưng ý, phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm của mình, anh em ủng hộ em nha. Và cũng như thường lệ luôn nè, mã số và giá cả công khai của sản phẩm đây, em dán bên trên ha. Anh em xem video sẽ thấy ngay được giá sản phẩm luôn. Còn về chi tiết cấu tạo anh em theo dõi trong video giùm em. Em sẽ quay các cái góc cạnh của sản phẩm, em đo kích thước thực tế và em giới thiệu đến anh em tính năng, công năng cơ bản của sản phẩm đó. Anh em mình thấy phù hợp thì chốt hàng giúp em qua số điện thoại của em là 0896996883. Và khi chốt hàng, anh em báo giùm em mã số sản phẩm cộng mã số clip giúp em nha. Ví dụ như clip hôm nay là số 84, anh em mình chốt mã số 1 thì báo giùm em là mã số 1 clip 84, hoặc là chốt mã số 2 thì báo giùm em mã số 2 clip 84, và tương tự cho tất cả các mã sản phẩm có trong video nha anh em. Sau đây vào phần giới thiệu chi tiết ạ. Mã số 1 trong video, em giới thiệu anh em mình một cặp cần tự động của nhà Tớp ha, hàng của Nhật nha anh em. Hình thức còn khá là đẹp luôn, khá là mới đẹp. Thì nó sẽ bao gồm một cây ngắn và một cây dài. Cây ngắn á, nó sẽ có thêm một cái lỗ cái này nè, để mình có thể để vào cái đầu này nè. Đây, mình để như thế này nè. Đó, mình vào những cái góc cua, những cái bẻ góc ha, và những cái hướng góc hẹp á nè, rất là phù hợp, rất là tiện luôn ha. Cây ngắn này nè thì em đo được khoảng là 11,5 cm nha. Cây dài thì em đo được là 19,5 cm ạ. Và cả hai cây đều có cái đầu kết nối với khẩu anh em, là đầu 3/8 ha. Rồi, em sẽ giới thiệu từng cây nè. Đầu tiên là cây dài trước anh em ha. Đây, hàng của Tớp nha. Đấy, hình thức rất là đẹp luôn anh em. Đấy, nước xi cũng sáng ha. Một số vị trí nó bị bong xi nhẹ thôi, nhưng vị trí này nè, bông một cái vị trí nhỏ thôi. Đấy, thẳng tắp nha, không có cong vênh biến dạng gì hết anh em. Chỗ này nó xét xét nhẹ thôi. Này anh em vệ sinh ra ha. Đấy, anh em xem các cái góc cạnh của nó này, rất là đẹp luôn ha. Thiết kế cái phần cán cầm như thế này nè, rất là dài luôn, anh em cầm rất là bám tay ha. Rồi, hoạt động nè. Đấy, ok ha, đảo chiều này nè. Đó, đầu kết nối khẩu nè, bi là nhún nhảy tốt nha. Ở đây em có chuẩn bị khẩu để em test cho anh em mình luôn nè. Đây, đây, giữ khẩu rất là tốt luôn nè. Đây. Đó, hoạt động là trơn tru nha. Rồi, tiếp theo là cây ngắn này nè. Đây, hình thức còn rất là đẹp luôn. Cây này thì nó mới nè, mới luôn ha. Nước xi thì hầu như là đẹp, chưa có dấu hiệu bong chóc gì nhiều nha. Cái phần khóa trên này nó còn cái sơn màu đỏ luôn nè nè. Đảo chiều nè nè. Ok ha, bị khóa khẩu cũng hoạt động ok luôn. Đây, đây, giữ khẩu không có bị rơi rớt gì hết nha nè. Ok ha. Rồi, khi anh em vào góc hẹp mình bẻ góc hay sao đó nè. Đây, mình chỉ còn để cái đầu cái vào đó. Đây, anh em có thể bẻ được cái góc của nó ha. Rồi, anh em mình học thao tác hoạt động thôi nè. Rồi, một cặp này hai cây, mã số 1, clip số 84, giá của nó là 500.000 cho hai cây này nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 2, em giới thiệu anh em là một cái bộ cần nối nha, của nhà KTC. Đây, gồm 3 cái khúc nối với 3 cái độ dài khác nhau. Tất cả là của nhà KTC, hàng của Nhật nha nè. Đây, KTC ha. KTC, KTC Japan nha nè. Đây, đó, chuẩn hàng của Nhật ha, chắc thép rất là cứng cáp luôn. Cây dài nhất trong bộ này thì em đo được khoảng là 27 cm, cây này thì khoảng là 15 cm, và cây ngắn nhất trong bộ anh em là 10 cm nha.
Đó, em bán một bộ ba cây này ha. Có cái đầu kết nối vào anh em là đầu 3/8 và đầu kết nối khẩu nè cũng là 3/8 luôn ha. Đấy, 3/8 hết luôn ạ. Thì tình trạng của nó thì cây nhỏ này còn khá là đẹp luôn anh em. Cây này cũng vậy ha. Rồi, cây lớn này. Cây lớn thì nó bông xi nhẹ vị trí này một tí nè nè. Đây. Đó, nhưng mà không đáng kể nha. Nhẹ thôi nè. Rồi, phần đầu của nó thì nó hơi rỉ nhẹ nha nè, hơi rỉ nhẹ ha. Đây. Trên bề mặt nó một tí thôi, không có bị gãy nứt gì đâu nè. Đây. Cũng giữ khẩu rất là ok luôn, để em test qua cho anh em xem ha. Đây. Đây, giữ khẩu rất là ok, không bị rơi rớt gì hết ha. Lấy ra lấy vô nhẹ nhàng ha. Rồi. Đây. Đây nè. Đây. Tất cả là đều hoạt động ok nha. Rồi, em bán một bộ 3 cây như thế này. Giá là 250.000, mã số 2, clip số 84 ạ. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 3, em có một cái đầu khóa đa năng anh em, một cái đầu khóa đa năng. Đây. Tình trạng còn khá là đẹp luôn ha. Đây, được sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ nha nè, USA ha. Đấy, cái đầu này khá là đẹp. Đầu kết nối của nó là đầu 3/8 nha. Và cái phần vị trí trên này nè. Đấy, anh em có thể mở được nhiều các cái kích cỡ ốc khác nhau ha. Nhiều kích cỡ ốc khác nhau anh em. Về cách sử dụng của nó, ví dụ như anh em để cái ốc khoảng số 10, số 12 gì đó thì tùy vào cái size của mình mà nó có cái nhấn vào này nè. Đấy, nó nhắm vào phù hợp với cái size ốc của mình ha. Rồi, đây mở thôi anh em. Đó. Thì này thì thường á, anh em sẽ sử dụng được cho đến cái size tối đa á là size này. Khoảng là size 19 20 gì đó là đổ lại là ok nha. Đó, anh em sử dụng ốc size cỡ khoảng là 19 đổ lại là ok nha anh em. Các cái nút nhấn của nó là hoạt động ok hết ha. Đây. Nó nhúng nó bung nhẹ tốt nha. Tình trạng bên ngoài cũng khá là đẹp luôn, nó xây sáng đẹp ha. Ví dụ như anh em kết nối vào đầu khẩu nè. Đây, đó, nó giữ rất là tốt luôn. Rồi, anh em vặn ốc vặn vít gì đó thì tùy vào cái size của mình nó sẽ nhấn vào nha nè. Ví dụ nè, ở đây mình có là 1/4 nè thì lúc anh em nhấn vào thì nó sẽ giữ là 1/4 ha. Rồi, đó, hoạt động thôi nè. Đó. Hoặc là tương tự cho các cái size ốc lớn hơn ha. Thì nếu mà có cái ốc thực tế anh em sẽ test nó rất là dễ dàng nha. Ở đây em không có cái đầu ốc đầu bù lông nào hết nè. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 3, clip số 84, giá là 200.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 4. Ở đây em có một bộ khóa của nhà Tớp nha, một bộ khóa mà các cái còn khóa tự động từ số nhỏ cho đến số lớn anh em. Đây, tất cả là của nhà Tớp, hàng của Nhật nha. Đây, em sẽ có một bộ của em là 4 cây. Mỗi cây thì bao gồm hai cái đầu khóa tự động. Cây nhỏ nhất là số 10 và số 12. Tiếp theo là 11, 13. 17, 21 và 19, 24. Như vậy số nhỏ nhất của em là số 10 và số lớn nhất là số 24 anh em. Và các con số này em cũng chọn lựa là những con số mà thường xuyên sử dụng anh em. Đó, những con số thông dụng ha. Thì ngoại hình tất cả các cây là đều khá là đẹp luôn. Đây, cây này thì còn rất là mới nè. Đây. Còn cái phần tem dán bên ngoài á em cũng chưa có mở ra ha. Made in Japan đây ạ. Rồi. Đấy. Các cái ngoại hình là đẹp, rất là đẹp. Hoạt động ok, không tuôn, không nứt gì hết nha nè. Đối với cây nhỏ nhất này thì em đo được chiều dài khoảng là 14 cm. Và cây lớn nhất em đo được khoảng là 24 cm nha.
sau đây em sẽ quay từng cây cho anh em xem ha. Này, số 10 và số 12. Đó, hình thức là nguyên vẹn hết nha nè. Các cái đầu khóa nè, các cái vòng khóa là ok ha. Rồi, hoạt động nè, đảo chiều này, ok hết nha nè. Rồi, cây tiếp theo 11 và 13. Này là dính cái keo gì màu vàng á này. Cái này anh em về vệ sinh thêm ra ha. Rồi, đầu khóa là rất là đẹp luôn. Đó, những cây này chắc dùng lướt thôi nè. Đầu khóa rất là đẹp ha. Nè, hoạt động này. Ok nha nè. Mười bảy và 21 ha. Đây, các cái vòng khóa cũng rất là đẹp luôn. Đó, hoạt động là trơn tru ngon lành. Và cây cuối cùng 19 và 24 ha. Các cây là đều hoạt động ok hết ha. Rồi, bộ 4 cây này em đang bán với giá là 900.000. 900.000 cho một bộ 4 cây nha nè. Có rất là nhiều số khác nhau ha. Tổng cộng là anh em có thể là có là 1, 2, 3, 4 là 8 số khác nhau nha nè. 8 số khác nhau, rất là tiện ha. Anh em có thể sở hữu một bộ này nè, trong gia đình. Anh em có thể sử dụng nhiều các cái khóa, các cái đầu mở bu lông khác nhau nè, rất là tiện luôn. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 4, clip số 84 nha. Giá là 900.000 đồng, em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 5, giới thiệu anh em là một cái bộ dụng cụ đa năng nha. Một bộ dụng cụ đa năng, hàng Nhật bãi nha nè. Đấy, bộ này thì màu đỏ ha. Tình trạng cũng khá là đẹp luôn. Đấy, thiết kế nhỏ gọn nè. Khi mà xếp gọn lại như thế này nè. Đấy. Đó, thì lúc này là chiều dài của nó em đo được khoảng là 11cm thôi nè. 11cm thôi, rất là gọn ha. Và có khá là nhiều các cái chi tiết còn thiếu trong này. Để em mở ra cho anh em xem nha. Này, rồi. Anh em có thể tháo rời ra nha. Này, lúc này anh em có thể tháo rời phần muỗng, phần đĩa ra nè. Này. Đó. Hình thức bên trong còn khá là đẹp luôn. Rồi, bên này thì có thêm chi tiết là một cây dao. Đây, một cây dao khá là sắc bén luôn nha nè. Rồi, bên này thì có thêm một cái đồ khui này nè. Đây. Đây, một đồ khui, hai đồ khui và một cái đồ khui rộ nè. Đó. Tất cả các cái chi tiết mà còn thiết cho anh em ha, để mình dùng bữa nè. Rất là phù hợp cho anh em thích sưu tầm những cái bộ dụng cụ đa năng. Anh em mình đi phượt, đi chơi, đi picnic, đi câu cá gì đó, rất là tiện luôn ha. Lúc này thì chiều dài của nó em đo được khoảng là 23,5cm nha nè. Đây, 23,5cm khi mà buông rộng ra như thế này nha.
Đấy, cái ốp bên ngoài còn khá là đẹp luôn, không có bị bể nứt gì hết nha. Các chi tiết là còn đầy đủ nha nè. Rồi khi anh em mình đóng lại nè, thì mình chỉ còn để các cái khớp này nè, nó vào khớp với nhau ha. Rồi anh em mình khóa lại cái phần này nè, phần muỗng và phần đĩa là nó sẽ khóa hai cái phần, hai cái mảng tách rời lại với nhau nha, rất là tiện luôn. Rồi, xếp gọn lại. Ở đây có cái móc treo để cho anh em mình móc chìa khóa, hoặc là anh em mình móc vào ba lô, vào túi, rất là tiện luôn. Đấy. Rồi, anh em thấy cái bộ này phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 5, clip số 84 ạ, giá là 250.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 6. Em giới thiệu anh em một cây búa ha, một cây búa đinh mini của nhà Fancy nha anh em. Cây này là hàng của Nhật nha. Tình trạng cũng khá là ok luôn. Đó. Hàng của Nhật, made in Japan nha nè. Được đóng chìm trên phần cán này ha. Cây này là size nhỏ nha, nó sẽ phù hợp với anh em mình làm kim hoàn, hoặc là anh em mình làm những cái đồ vật nhỏ, đồ hang mắt á anh em, thì nó sẽ phù hợp nha. Chiều dài của nó chỉ 23,5cm thôi. Phần đầu búa thì thiết kế một cái mặt đóng nè, có dạng tròn. Rồi, ở sau là cái đầu khui nạy đinh ha. Rồi, cái phần cán của nó là cán sợi thủy tinh. Cán sợi thủy tinh khá là dẻo dai, khá là bền. Và được bọc cao su ở cái phần tay cầm. Đấy, cái phần cao su thì cũng còn ok. Đây. Không có bị rách gì hết ha. Không bị rách, không bị nứt gì hết. Cóng nhẹ vị trí này tí thôi, không đáng kể gì hết ha. Giữ rất là chắc vào cái phần cán nè, không có bị trơn tuột trong quá trình anh em mình đóng nè. Đấy, rất là ok luôn. Rồi, cân nặng của cây búa này chỉ khoảng là 200g thôi nha anh em, 200g ha. Anh em lưu ý giúp em, size nhỏ nha. Rồi, anh em chốt hàng báo giùm em mã số 6, clip số 84 ạ, giá là 180.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 7. Mã số 7 giới thiệu anh em mình là một cái chui tự động ha, một cái khớp nối tự động. Đây. Hình thức là còn nguyên vẹn luôn. Ở đây có cái phần chui của nó này. Có thiết kế cái đồ để anh em mình bảo vệ dây á, nó không có bị gãy dây á nè. Đây. Đó. Mình gắn vào này ha. Rồi, cái này nó sẽ bao gồm hai khớp nè, một cái khớp này, một cái khớp nối nhanh trên này ha. Cái này là tự động, này anh em mình khi mình nhấn xuống nè, tự động nó đẩy lên và nó khóa lại nha. Đây, này anh em thấy này, đó, tự động nó đẩy lên và nó khóa lại chặt chẽ luôn. Đó, thao tác rất là nhanh gọn ha. Này anh em gọi là cái khớp nối nhanh tự động. Rồi, của hãng Machi nha nè. Sorry anh em, hãng mát gì đây ha. Này thì hàng Nhật bãi thôi, em cũng chưa có rành về cái thương hiệu này cho lắm ha. Và cái đầu kết nối nè, em đo cái ren ngòi nha anh em. Cái ren ngòi ở phần trên á thì khoảng là 13 nè. Cái ren ở phần khớp dưới nè nè, thì khoảng là 9 nha anh em, 9 ha. Cái đồ chống xoắn, chống gãy dây thì em cũng để nguyên vẹn này cho anh em luôn. Khá là dẻo dai nha. Đây, cao su nha anh em, chất liệu cao su. Tổng chiều dài của cái khớp này nè thì em đo được khoảng là 16,5cm ạ. Giá của nó là 170.000, mã số 7, clip số 84 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 8. Giới thiệu cho anh em mình là một cây kìm tuốt dây nha. Một cây kìm tuốt dây. Cây này là của hãng Tripmaster nha nè. Tripmaster, hàng của Mỹ nha. Đây, made in USA ha. Cây này thì ngoại hình nó hơi cũ một tí nha em. Hơi cũ một tí nha. Đây. Hình thức thì nó cũng còn nguyên vẹn hết đó nè. Tuy nhiên cái phần cán nè, anh em sẽ thấy là nó hơi bị cấn ở phần này một tí nè. Đấy, bị cấn, bị trầy một tí nè. Đó.
Tuy nhiên nó vẫn rất là chắc chắn, nó bám vào cái phần cán ấy, rất chắc chắn, không có bị trơn tuột trong quá trình anh em mình sử dụng thao tác ha. Lò xo thì bung nhả khá là mạnh mẽ luôn, và cái phần thân của nó cũng không có bị bể, không bị nứt gì hết em, hoạt động là còn ok hết nha, ngon lành. Chỉ có điều cái phần cán của nó là hơi xấu một tí, thì em nghĩ cây này nó sẽ phù hợp cho anh em mình mua về sử dụng nha. Và cái lưỡi tuốt của cây này là lưỡi tuốt lớn nha nè, lưỡi tuốt lớn nha đây. Tại vì là nó cũ rồi đó, nó sẽ không có thấy được cái chữ số trên này. Thì em thấy cái bảng này là bảng lớn á, có cách nào để em đo cho anh em mình có thể tham khảo. Đây ha, khi mà em khép chặt hàm nè, thì cái size em đo cái đường kính trong này, em đo đường kính trong thì nó khoảng là 4,5 nha nè, 4,5 đối với cái size lớn nhất ha. Cái size nhỏ nhất này, size nhỏ nhất thì khoảng là 3 nha nè, 2,8 nha, khoảng 28 á, 28 ly á nè, 2,8 ly ha. Hoạt động là ok, ngon lành luôn. Anh em thấy lò xo bung nhả rất là tốt ha. Đấy, những cây này anh em mình mua về sử dụng là rất là ok nha. Đây em thử tuốt dây, ở đây em có dây mà không biết có đủ cái độ to để tuốt không biết. Thì em cũng thử cho anh em xem luôn ha. Đấy, em thử tuốt cái phần dây ngồi cùng này. Đây, thì em thấy cũng ok ha. Đây, dây của em đang có này, em tuốt là ok nha. Anh em có thể tuốt giữa dây luôn nè. Đây, tuốt giữa dây luôn. Anh em mình nối dây điện gì đó ha. Đây. Kim là hoạt động rất là ok nè. Anh em cầm mình bấm thao tác nó mạnh mẽ lắm. Rồi, cây này thì em cũng báo trước rồi ha. Nó hơi cũ, hình thức hơi cũ thì anh em mình mua về sử dụng nha. Anh em chốt hàng báo giùm em là mã số 8, clip số 84 ạ. Giá là 250.000 cho anh em mua về sử dụng ha. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 9 thì em có một cặp kìm điện của nhà Fujia nè. Mã số 9 ha. Một cặp kìm điện bao gồm một cây kìm bằng nè và một cây kìm cắt. Đây. Của nhà Fujia, thương hiệu là cái logo hình núi Phú Sĩ có cái mũi tên nè. Đây. Thương hiệu gọi là quốc dân anh em, quốc dân rất là thông dụng luôn. Hầu như anh em làm về điện thì anh em rất là thích cái thương hiệu này ha. Đó. Giá cả tầm trung và chất lượng thì rất là tuyệt vời. Cây này á thì em đo được chiều dài của nó khoảng là 19cm nha. Cây kìm cắt á thì khoảng là 18, cũng gần 19 luôn anh em. Khoảng là 18,8 gần 19cm luôn ha. Thì hình thức em thấy cũng còn khá là ok, cả hai đều rất là ok nha. Thì đầu tiên nè, giới thiệu anh em cây cây kìm bằng trước ha. Đấy, cây này thì đẹp nè, Fujia ha. Nó phần cán là nguyên vẹn luôn anh em. Đây, logo chữ là đầy đủ hết ha. Đây, nước gam ở mặt sau cũng rất là đẹp nè. Ở mặt trước anh em, này là các vết ố của sắt thép thôi, chứ anh em mình sờ trên bề mặt vẫn rất là láng mịn nha. Đây, láng mịn lắm anh em. Này là cái vết ố sắt thép để lâu ngày thôi. Rồi, có cái dấu zít chuẩn zít luôn ha. Đây. Phần hàm nè. Hàm thì dùng lướt thôi, cũng còn ok. Anh em mình tiếp tục sử dụng là ngon lành nha. Đấy, dùng lướt nên em sẽ thấy một số răng của nó hơi bị mài nhẹ anh em ha. Đây. Nó không đáng kể gì đâu anh em. Anh em mình tiếp tục sử dụng là ngon lành. Cái phần lưỡi cắt phụ nè, anh em thấy khít xác luôn anh em. Đó, anh em cắt dây là ngon lành nha. Đây, nước gam là khá là đẹp. Đó, test cắt dây cho anh em xem luôn. Đây, ngọt ngào, cắt rất là sắc ha. Rồi, cây kìm cắt, cây này thì chuyên dùng để cắt nha nè. Đấy, hình thức thì cũng nguyên vẹn nha, nguyên vẹn. Cái phần dây kìm cắt này nè, thì họ sẽ thiết kế cái phần nhám của nó, cán của nó, cái nhám của nó khá là khó vệ sinh luôn á. Những cái trong này là nó hơi nó dính bẩn anh em, dính dầu nhớt bụi bặm á.
em chưa có vệ sinh ra hết được ha. Cái này anh em mình kỹ hơn thì mình về mình chà thêm giùm em là nó sạch sẽ à. Đây, cũng còn nguyên vẹn luôn, không có vấn đề gì hết nha. Trên bề mặt này, này logo zip đây ha, chuẩn zip nha. Đó, quan trọng là cái phần lưỡi cắt nè, anh em thấy nó khít sát luôn ha. Không có cái độ hở sáng nha nè. Này, phần lưỡi này. Lưỡi cắt con này là đẹp nè nè. Đây, này mình bấm cắt là ngon lành nha. Rồi, em test từ đầu dây cho đến cuối dây. Đầu kìm cho đến cuối kìm là ok hết nha nè. Đây. Rồi, một cặp kìm điện ha, của nhà Fujia, hàng của Nhật. Khá là chất lượng luôn. Mã số 9, clip số 84. Giá của cặp này 2 cây là 400.000 nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 10. Tiếp tục giới thiệu anh em là một cây kìm điện ha. Cây này là của nhà Tribit. Cái size của nó thì size nhỏ gọn hơn nha. Hình thức cũng còn khá là đẹp. Đó. Anh em còn những cây kìm điện mà nhỏ gọn nè. Anh em có thể thấy em cầm trong lòng bàn tay nè. Rất là gọn gàng luôn ha. Này, thì anh em có thể tham khảo qua cây này. Hãng Tribit ha. Rồi, chuẩn hàng nội địa Nhật luôn. Logo ZD nè. Thì trên bề mặt của phần cán nè, em thấy cái vị trí này nó bị cón nhẹ nè nha. Cón nhẹ vị trí này tí. Còn lại là khá là đẹp luôn. Này cũng chạy tí ha. Này. Còn lại là ok, ngon lành nha. Rồi, cây này size của nó là 16,5cm nè. Trên bề mặt thì láng mịn, khá là ok luôn. Những cái vết ố đen đen á, là vết ố của sắt thép thôi nha. Nước cam mà sâu cũng rất là đẹp nè. Đó, ok, ngon lành hết ha. Phần hàm nè, hàm cũng đẹp luôn anh em. Hàm đẹp nha. Lưỡi cắt phụ ok nè. Đó, phần lưỡi cắt phụ nè. Em test qua dây điện luôn cho anh em xem ha. Đây, đầu trên, đầu dưới là cắt ok, ngọt ngào hết nha nè. Kìm rất là nhẹ nhàng luôn, hoạt động là ngon lành. Anh em chốt cây này báo giùm em là mã số 10, clip số 84, giá là 150.000 ạ. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 11, em giới thiệu anh em là một cây vít lùn tự động ha. Cây này là dạng tự động của nhà Annette, hàng của Nhật nha em. Đây, hình thức cũng còn khá là ok luôn. Cấu tạo của nó thì cái phần vỏ này nè nè là bằng nhựa nha. Phần vỏ này là bằng nhựa nha. Đây. Thiết kế có cái dạng hình tam giác như thế này ha. Anh em cầm các cái cạnh á, anh em cầm á, nó rất là bám tay luôn ha. Cây này thì tính năng tự động nè, anh em mình xoay trái nè, xoay phải nè, đảo chiều là ok. Rồi, để khóa tính năng tự động thì anh em mình nhấn vào nút giữa. Thì lúc này khóa cái mũi vít lại ha, không có xoay được nha nè. Rồi, cây này thì anh em có thể kết nối với những cái mũi vít nè, mũi vít, mũi hoa thị, mũi lục giác có chui cắm vào á, là 6.35 là ok nha. Đây, cái chui lục giác như thế này 6.35 anh em có thể kết nối vào được ha. Đó, giữa mũi cũng rất là ok nè. Cây này thì nó hơi bị tụt một tí nè. Cái này có thể là do cái phần bi trong này nè, để lâu không sử dụng á. Rồi, nó hơi tụt một tí nha. Cái này thì em xử lý lại nha. Để em xử lý lại ha. Cái phần bi thì nó cũng dễ dàng anh em, dễ dàng. Cái này anh em chỉ còn nhỏ một ít RB7 nè. RB7 cái dung dịch đó anh em mình vệ sinh là nó trở lại ok nha. Tại vì nhiều khi hàng để lâu mà không sử dụng á, nó bị rỉ sét, nó bị cứng bên trong á. Chiều dài thì em đo được khoảng là 9cm nha. Thì cây này khi mà nếu anh em chốt hàng á, em xử lý lại ok thì em sẽ bán ha. Rồi, mã số 11, clip số 84, giá là 150.000 ạ.
Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 12. 12 ở đây em có một cái cán vít đóng của nhà Annette luôn rồi nè. Annette ha, Japan, hàng của Nhật nha. Đây, tình trạng cây này là còn khá là đẹp luôn ha. Đấy, rất là mới luôn. Đây, cái đầu đóng của nó này, anh em có thể thấy ha, hàng dùng lướt thôi, đầu đóng là hầu như là chưa có cái vết dấu đóng luôn rồi nè. Rồi, cái đầu kết nối vào nè là đầu 1/4 nha. Anh em có thể sử dụng đầu 1/4 và mình chuyển qua cái đầu kết nối với vít ha. Hoặc là anh em có thể dùng những cái đầu bu lông nè, những cái đầu bu lông đầu mở nè, đầu mở ốc á, đầu bu lông có kết nối là 1/4, anh em mình để vào mình sử dụng nha. Cứ đầu 1/4 là anh em mình sử dụng ok ha. Rồi, hoạt động thì ngon lành nè. Em thấy ở đây là đảo chiều nè, led right nè. Đây, đảo chiều trái phải là ok nha. Đấy. Còn đóng thì anh em cứ đóng cái phần ở dưới này thì nó sẽ tự động nó xoay mở cho anh em ha. Xử lý những con ốc, những con bu lông cứng đầu rất là phù hợp luôn. Chiều dài thì em đo được là khoảng 12 cm nha nè. 12 cm ạ. Đấy, tình trạng còn rất là đẹp. Anh em sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha. Mã số 12, clip số 84 ạ, giá là 350.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 13, ở đây em có một cặp vít nha, của nhà Vercel, hàng của Nhật nha em. Đây, một cặp vít của nhà Vercel ha. Product of Japan nè, Japan nè. Đấy, chuẩn hàng của Nhật rất là chất lượng luôn. Anh em cầm lên tay cặp vít đó, thiết kế nó dày dặn và rất là chắc chắn nha. Vít này là có thiết kế cái đầu đóng đây nè. Đây, giúp cho anh em mình hỗ trợ vặn siết những cái con ốc cứng đầu ha. Đây, anh em mình đóng có cái đầu hỗ trợ nè. Rồi. Thì tình trạng cũng còn nguyên vẹn luôn nè. Một cặp vít sẽ bao gồm là một cây vít dẹp và một cây vít 3K BH2. Rất là thông dụng cho anh em mình sử dụng luôn. Chiều dài cũng khá là lý tưởng. Con này thì cặp này thì chiều dài là 27 cm nè. Đấy, rất là vừa dùng luôn ha. Thiết kế phần cán anh em được bọc cao su nha. Phần cán màu xanh này được bọc cao su nè. Đấy. Rồi, cái đầu này thì nó bị dính cái nước sơn anh em, bị dính nước sơn. Tại vì hôm nay cũng cuối tuần bận quá chưa có kịp vệ sinh cái phần nước sơn này. Thì anh em mình về mình lau dầu hoặc là lau xăng á thì ra sạch sẽ thôi ha, ra đen như thế này nha. Đấy, nó bị dính cái nước sơn thôi. Đây. Đấy, hình thức là nguyên vẹn hết nha. Vệ sale nha nè, rất là chắc chắn luôn ha. Đầu mũi vít này. Đấy, anh em coi các cái cạnh của nó rất là đẹp luôn nha. Đây. Vít là thẳng tắp nha nè, không có cong vênh biến dạng gì hết ha. Đây. Đây, phần mũi vít rất là đẹp luôn. Và các cái mũi vít của bên em bán á, nó đều có từ tính hết nha nè. Mũi này là mũi 5 ly nè. Nó đều có từ tính hết rồi nè. Nó có thể hút được những con ốc, những con vít gì đó nó ở từ xa á. Rất là tiện luôn cho anh em trong quá trình mình thao tác mình sử dụng ha. Rồi, một cặp này em đang để với giá là 280.000. 280.000, mã số 13 nha nè. Clip số 84 ạ. Một cặp vít rất là chất lượng luôn, của nhà Vercel. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 14, giới thiệu cho anh em mình một cây kéo cắt tôn của nhà Mitsubishi ha, hàng của Nhật. Thì cây này ngoại hình nó cũng hơi cũ nha nè. Đây, thì nó sẽ phù hợp với anh em mình mua về sử dụng nha, sử dụng là chính nha. Đó, ngoại hình nó hơi cũ, nó hơi bị bong tróc với nước xi một tí nè. Đây. Chiều dài thì là 25 cm, chiều dài cây này là 25 cm ạ. Rồi, hoạt động thì ok, ngon lành hết rồi nè. Đây. Tuy nhiên cái phần thân của nó này thì hơi chóc nước xi ha. Phần lưỡi nè. Đây. Phần lưỡi nó hơi bị rỗ nhẹ. Cây này thì ít sử dụng đó nè. Anh em sẽ thấy là phần lưỡi nó không có bị mẻ luôn. Đó, nó không có cái dấu hiệu mẻ gì hết á. Chỉ là nó để lâu không sử dụng anh em. Hai cái hàm nó khép vào này nè. Nhiều khi nó ngập nước để ngoài mưa, ngoài gió gì đó.
cái nó bị oxy hóa thôi. Đó, nó bị xé cái phần này tí thôi. Rồi, phần cán thì nó cũng bị trầy, trầy ha. Trầy nhẹ thôi, không có rách, không có nứt gì hết. Đây, vẫn rất là chắc chắn, nó bám vào cái phần cán sắt nè, cán thép nè. Nên nó không có bị trơn tuột gì quá trên mình sử dụng hết ha. Phần lò xo thì cũng ngon lành luôn. Đây, thì những cây này em sẽ bán với cái giá sử dụng cho nên mình về sử dụng ha. Đây. Nó hơi bị bong xi nên là nhìn nó tối màu một tí thôi. Không nứt bể, không có vấn đề gì hết. Để đảm bảo cho anh em là hoạt động ok nha. Lò xo bung nhã ngon lành. Ở đây thì em có chuẩn bị cái tờ giấy cà tông dày nè. Em ơi không có lá thép rồi. Em test cho anh em xem nè. Cắt ngọt ngào lắm nè. Đây. Đây, cắt ngọt ngào ngon lành nha. Đây, giấy mà cắt ngon như thế này thì anh em cắt thép là ngọt ngào nha. Đó, cái phần lưỡi của nó này rất là ok luôn ha. Đó, như anh em thấy thì cái thiết kế của cái kéo này nè, nó sẽ có một cái độ nghiêng khoảng tầm 30 độ so với cái mặt phẳng bên dưới anh em. Khi này mình cắt á, mình cắt sâu vào bên trong nè, cái phần tay ở dưới nè, mình không có bị cắn vào cái lá thép ở dưới đâu, nên là rất là an toàn cho quá trình mình sử dụng nha. Thì đó, cây này họ thiết kế rất là hay luôn. Nó được rất là nhiều anh em mình ưa chuộng ha. Thì anh em thấy nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 14, clip số 84 ạ, giá là 200.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 15. Giới thiệu anh em là một cây mỏ lết của nhà Lotter, hàng của Nhật nha anh em. Đây, hàng con tôm đây của Nhật ha. Cây này là hàng mới chưa qua sử dụng luôn anh em, còn nguyên cái vỏ hộp như thế này luôn ha. Đây, thông tin là toàn là chữ Nhật hết, anh em mình tham khảo giúp em nha. Đó, em sẽ lấy ra cái bộ phận bên trong cho anh em xem nè. Cái vỏ hộp cũng nguyên vẹn như mới luôn á nè. Đây. Đấy, bên trong khá là đẹp luôn. Hàng chưa sử dụng, nước xi sáng đẹp, không có bong tróc gì hết ha. Cây này là size 200ml nha nè. 200ml, rất là gọn gàng để anh em mình sử dụng luôn ha. Quá mới, quá đẹp luôn á nè. Thì chiều dài của nó nè, chính xác là 200ml ha. Nó hơn tí ở cái phần cán này nha nè. Rồi, hoạt động thì trơn tru nè. Đây, này hàm mới keng luôn nè. Đó, đây là thiết kế dạng hàm dày. Anh em mình mở những con ốc, những con bu lông cứng đầu thì ok ha. Độ mở rộng của hàm là 2,6cm ạ. Anh em có thể tặng mở ốc size 26 đổ lại là ok nha. Đó, sử dụng những cây mới như thế này, anh em cũng yên tâm về cái chất lượng nha. Rất là đẹp luôn ha, sáng bóng luôn. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em ha. Mã số 15, clip số 84 ạ, giá là 250.000 nha nè. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 16, giới thiệu cho anh em mình một con đe ha, một con đe mini, hàng Nhật bãi nha anh em. Đây, có cái số 1 ở vị trí này ha. Tình trạng là còn khá là đẹp luôn nè. Đây, em quay các cái góc cạnh cho anh em mình xem ha. Đó, con này thì nhỏ gọn, phù hợp cho anh em mình làm những cái việc nhỏ nha, hoặc là làm kim hoàng nha nè. Cân nặng của nó thì khoảng là 1 kg, con này là 1 kg nha nè, con này 1 kg ha. Cái màu sơn xanh này nè là màu sơn zin của nó luôn á nè. Em mua về sao thì em để vậy ha,
không có qua xử lý, không có qua sơn sửa gì lại hết trơn nè. Đây là còn rất là đẹp luôn. Các cái cạnh của nó này anh em xem ha. Rất là sắc sảo luôn. Ở dưới này thì có bốn cái chân nè, bốn con ốc để cho anh em mình bắt vào cái mặt phẳng mặt bàn bên dưới nha. Đấy. Rồi, mặt đe này. Ở chỗ đây có cắn một cái điểm nhỏ nha nè. Không vấn đề gì ha, còn lại là rất là ok luôn. Về kích thước nè, chiều dài em đo được khoảng là 15 cm. Về cái mặt đe á thì cái này khoảng là 10,5. Mặt ngang của nó thì khoảng là 4,7 nha nè, 4,7 ha. Đấy, anh em xem lại một lần nữa kích thước nè, ngoại hình nè. Cân nặng 1 kg này. Đấy, tình trạng khá là đẹp luôn. Rồi, mã số 16 nha nè, clip số 84 ạ. Giá của con đe mini này là 500.000 nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 17. Giới thiệu cho anh em một cây mở côn nha, một cây khóa mở côn của nhà Super, hàng của Nhật nha anh em. Nó tình trạng cũng khá là đẹp ha. Nước xi sáng bóng luôn nè, Japan nha, chuẩn hàng của Nhật anh em. Hình thức rất là ok luôn. Cái đầu mở khóa của nó này nè. Đây. Rồi, cái này thì răng của nó là răng một chiều nha. Anh em mình sử dụng mà đẩy á. Đây, anh em mình nhấn vào giúp em để mình đẩy xuống nha. Đó, lúc này thì mình đẩy xuống được ha. Rồi, đẩy lên. Anh em thấy răng khóa một chiều nè, rất là chắc chắn luôn nha. Đó. Còn đẩy xuống anh em nhấn vào cái phần thân. Phần thân họ sẽ thiết kế một cái lưỡi gà trong này nè anh em. Đây. Anh em nhấn xuống là mình mở ra được ha. Phần răng của nó này rất là đẹp luôn. Các cái răng là đều ha, không có bị mẻ nứt cái răng nào hết ra nè. Đấy. Thẳng tắp nha, không cong vênh, không biến dạng, thiết kế rất là dài dặn luôn. Chiều lực rất là tốt nha nè. Chiều dài của nó thì 28 cm ạ. À. Cái độ mở của nó này thì khoảng là 7 cm nha nè. Anh em xem lại lần nữa ha. Các cái khóa chốt là rất là cứng cáp, ok luôn. Đây, cho anh em mình về sử dụng là ngon lành nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 17 ạ. Clip số 84. Giá của nó là 220.000 nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 18. Giới thiệu cho anh em một cây mỏ lết ha, một cây mỏ lết dạng ngắn nha anh em, dạng ngắn dạng lùn á, của nhà Super, hàng của Nhật luôn nha. Đấy, thì cây này tình trạng còn khá là ok nha. Đấy. Thiết kế dạng hàm mỏng nha anh em, hàm mỏng ha. Phần cán thì có những cái vị trí nó cắt đi, cắt gọt những cái vị trí nó không cần thiết anh em. Như vậy thì cái tổng trọng lượng của cái sản phẩm này nó sẽ khá là nhẹ nhàng luôn. Cho anh em mình rất là tiện trong việc mình di chuyển nè. Mình để vào đồ nghề, thùng đồ nghề, túi đồ nghề gì đó. Mình di chuyển nó rất là nhẹ và gọn. Đấy, như anh em là dạo này thì em hay bán cho các anh em nào. Các anh em mà mình hay có cái sở thích là vận động bằng xe đạp á anh em mình đi xe đạp á đó, thì mình rất là thích những cây mỏ lết nhỏ gọn như thế này, mình để vào trong cái túi của mình thôi, trong cái túi hoặc là trong cái túi đồ nghề dự phòng của mình á, mình mang đi rất là gọn luôn. Rồi mình có thể vặn sửa chữa những con ốc, những con bu lông trong quá trình mình di chuyển ha, rất là gọn luôn. Phần hàm cũng rất là ok anh em. Đây, nó bị chày sơn nhẹ thôi. Đây, chày nhẹ thôi nha anh em. Không có gãy nứt gì đâu. Đấy. Bị cắn nhẹ thôi. Đây, cắn nhẹ cái vị trí này tí thôi. Còn lại rất là ok để anh em mình tiếp tục sử dụng ha. Đấy, độ mở hàm cây này cũng khá là lớn nè. Thứ nhất về chiều dài là khoảng là 14 cm nha.
độ mở hàm của nó lên đến là 3,1 cm đây nè, 3,1 cm anh em có thể mở con ốc hơn 30 là rất là ok luôn ha. Hoạt động thì trơn tru ngon lành nha. Đó. Rồi, hàm thì khít sát nha, cái hàm bên trong cón nhẹ thôi, không đáng kể gì hết. Nước xi bên ngoài cũng sáng đẹp nè. Bề mặt bên này thì nó bị trầy anh em, nó bị trầy nha. Nó thì nó láng như thế này nè, mà bên này nó bị trầy nhẹ thôi, không có nứt bể gì hết á, không có vấn đề gì hết nha em. Tiếp tục sử dụng là ngon lành. Anh em mình chốt hàng báo giùm em là mã số 18, clip số 84 nha, giá là 200.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ, mã số 19, giới thiệu anh em một cây mỏ lết ngang của nhà Super luôn. Đây, cây này size lớn nha em. Này, hãng Super, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật về các cái dụng cụ ha. Này, hôm nay em cũng về được nhiều cái dụng cụ của nhà Super này nè. Đây, cây này là dạng mỏ lết ngang. Cũng trên phần cán họ sẽ thiết kế những cái phần cắt giảm nè. Đây, như anh em thấy ha, thiết kế rất là đẹp mắt, nó cũng giúp cho cái trọng lượng của sản phẩm mình nó nhẹ nhàng trong quá trình mình mang đi mình di chuyển ha. Chiều dài của cây mỏ lết này nè, thì em đo được khoảng là 28 cm nha nè, 28 cm ha. Và hai cái phần hàm, hàm trên và hàm dưới nè, nó sẽ có phân biệt qua cái màu sơn anh em. Hàm dưới họ sẽ sơn cái màu đỏ nha. Này, thì trên bề mặt nó cũng có những cái vị trí nó bị chóc sơn nha nè, chóc sơn như anh em thấy ha. Nó chóc sơn thôi chứ không có gãy nứt gì hết ha. Còn lăn thì hoạt động là rất là trơn tru, ngon lành. Đấy, cái độ mở rộng hàm khá là lớn nha. Rồi, về phần hàm nè. Đấy, thì hàm cũng có những cái vết cấn nhẹ nha. Rồi, hàm trên. Hàm thì tương đối ha, nó có cóng nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Độ mở rộng hàm của nó lên đến 9 cm nha nè, gần 9 cm nha, khoảng là 8,8 á. Mở hàm rất là lớn luôn. Nào, này anh em lưu ý giúp em ha, nó chỉ bị chóc sơn thôi, không có gãy nứt gì hết đâu anh em. Thiết kế rất là cứng chắc luôn, anh em thấy nó thẳng tắp nè, không có cong vênh biến dạng gì hết ha. Rồi, anh em cần những cây mỏ lết có hàm rộng như thế này, anh em tham khảo qua cây này giúp em ha. Mã số 19, clip số 84 ạ, giá là 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ, tiếp theo mã số 20, giới thiệu cho em một cây cảo hai chấu của nhà Super nha. Đây, cây này thì ngoại hình của nó là ở mức khá nha nè. Nè, anh em sẽ thấy cái phần bên này nè, nó hơi bị bong chóc xi nha. Đó, thì anh em nào mình có nhu cầu mình mua về sử dụng á, anh em mình mua về sử dụng thì mình tham khảo qua cây này nha. Em thấy là tình trạng nó thì hơi bị chóc xi tí thôi, còn lại là rất là ok luôn. Các cái chức năng cũng như là các cái chi tiết của nó rất là ok luôn. Để anh em mình tiếp tục sử dụng nha. Đó. Cây này là cây số 6, cây size trung ha, rất là vừa dùng. Cái size này là size phổ thông cho anh em mình sử dụng nè. Chiều dài của phần trục á, thì em đo được khoảng là 20,5 cm ạ. Chiều dài của cái phần chấu hai bên nè thì khoảng là 22 cm nha nè. Rồi, các cái chi tiết của nó nè, hai cái chấu hai bên đầy đủ, rất là cứng cáp nha. Này, dày dặn, ốc là ốc zin của nó luôn anh em.
Super ha. Đây. Tình trạng thì nó bong tróc xi nè, anh em thấy ha. Đây, trên các cái phần ốc nó cũng có bong tróc xi thôi. Đây. Mặt bên này cũng tương tự như vậy anh em. Đấy, cây này thì rất là phù hợp cho anh em mình mua về sử dụng nha. Đấy, anh em mình không có quan trọng về cái ngoại hình đó. Đây, phần ren là ngon lành, rất là đẹp luôn, ren ok nha. Không có bị cắn ren, dập ren gì hết nha nè. Phần lấy dấu lấy tâm nè, đấy, còn ok luôn ha. Rồi, quan trọng là bốn cái móng cảo của nó này, anh em thấy nè. Đấy, móng cảo là rất là ok luôn. Dày dặn cứng cáp nha nè. Thấy các cái móng cảo là rất là đẹp ha. Không có bị cắn, không có bị vấn đề gì hết á. Đây là khi anh em mình để vào các cái ổ bi á, nó bám giữ rất là chắc nha, để cho anh em mình cảo ra ha. Đấy, các cái đầu cảo này ngon lành luôn. Phần nước, nó bị hơi xấu tí ở cái phần nước xi bên ngoài thôi. Đấy, còn lại là rất là ok. Dày dặn cứng cáp thế này. Tổng trọng lượng của cái khóa cái cảo này nè là 1,7 kg nha nè. Trọng lượng của nó là 1,7 kg, rất là dày dặn và cứng cáp luôn đó. Anh em mua về sử dụng anh em thấy phù hợp với cái size của nó, phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 20 ạ, clip số 84, giá là 600.000, anh em mua về sử dụng ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Còn đặt lại để cho anh em nào mình không có vào đúng cái thời điểm á, mình cũng có thể thấy được giá của sản phẩm hơn luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 21. Giới thiệu cho anh em một cây đèn của nhà Colorman ha. Đây, một cây đèn. Cây này thì tình trạng là còn khá là mới luôn anh em. Còn nguyên cái phần vỏ hộp luôn. Thì như anh em biết là Colorman là một cái hãng chuyên về các cái đèn, chuyên về các cái dụng cụ mà để đi dã ngoại, đi picnic đó nè. Đó, là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ. Và thời gian gần đây nó được gia công sản xuất thêm ở một số quốc gia khác nữa, trong đó có Trung Quốc nha nè. Và cây này, cây Colorman này nè, cây đèn mà em đang giới thiệu đến anh em nè, là được sản xuất tại Trung Quốc nha. Đó, xuất vào thị trường Mỹ nha nè. Đây, đây, thông tin kiểm định của nó là có đầy đủ hết ha. Đây. Đây, tuy nhiên là sản xuất tại Mỹ, tại Trung Quốc nha nè, made in China ha. Đó. Nhưng mà anh em yên tâm nha, cái chất lượng của nó thật sự là nó khác cái quốc gia sản xuất thôi, để nó giảm về cái nhân công, về giá thành sản phẩm thôi, chứ chất lượng là còn rất là ok ha. Đây, cây này là một cái bóng đèn, nó có dạng thiết kế dài tròn như thế này nè. Đó, anh em sử dụng thì bốn cái cục pin tiểu của mình á, pin tiểu của mình hay sử dụng anh em. Anh em mình sử dụng 4 cục ha. Đó. Này, thiết kế cái phần vỏ nè, ở ngoài là bằng nhựa nha nè. Có cái màu xám cũng khá là đẹp ha, khá là sạch. Đây, tắt mở đây. Colorman ha. Đây. Nó không phải là hàng nhái gì hết đâu anh em nha, không phải là hàng nhái, hàng gì hết, mà chẳng qua là nó là được sản xuất và gia công tại Trung Quốc thôi. Đấy. Thì hầu như bây giờ các cái thiết bị điện, thiết bị máy móc thì họ sản xuất ở Trung Quốc khá là nhiều. iPhone, bản thân iPhone mình đang dùng cũng vậy nè. Cây này thì cái kích thước của nó là chiều dài khoảng tầm 16,2 cm, chiều ngang thì khoảng là 5 cm anh em ha. Và cái bóng điện là cái bóng dài 13,5 cm nha nè.
đường kính của bóng á. Đường kính của bóng nè thì khoảng là 15 nha. Nó cho ánh sáng trắng nha nè, ánh sáng trắng nha. Rất là gọn luôn cho anh em mình sử dụng gia đình hoặc là mình hay di chuyển ở các khu vực tối và ban đêm á, thì em thấy cái có những cái đèn pin này rất là tiện dụng cho anh em luôn ha. Phần vỏ nhựa là khá là đẹp, mới luôn, không bị nứt bể gì hết nha. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 21, clip số 84, giá là 250.000 cho một cây đèn này nha anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 22, giới thiệu cho anh em một cây đầu khò ga, hàng của Nhật nha. Cây này là tình trạng khá là ok luôn nè. Với cái đầu này em có thể gắn trực tiếp vào cái bình ga mini ở Việt Nam. Ok nha. Thiết kế là chắc chắn dày dặn nha nè. Made in Japan ha. Sản xuất tại Nhật. Rồi, cái thông tin anh em tham khảo trên này. Tắt mở gì đó ha. Rồi, này là cái đầu bật lửa nè. Đầu bật lửa ha. Cái lõi bên trong là bằng đồng nha nè. Đây, rất là bền luôn. Này là đánh lửa này. Này anh em điều chỉnh này. Đây, này anh em điều chỉnh lớn nhỏ ha. Này các cái chi tiết của nó là còn đầy đủ hết. Không có nứt bể gì hết nha anh em. Đây, còn nguyên vẹn hết nha. Chiều dài á, thì khoảng là 15cm nha anh em. Chiều cao thì khoảng là 8cm ha. 8cm. Rồi. Anh em lưu ý ha, sử dụng bình ga mini ở Việt Nam là ok nha, bình thường ha. Rồi, ở đây em đánh lửa lên cho anh em xem, anh em sẽ thấy cái phần tia lửa đánh ở vị trí này nè. Đó, anh em thấy không ạ? Đó, hoạt động là ok nha. Rồi, anh em chốt cái đầu này, anh em báo giùm em là mã số 22, clip số 84 ạ, giá là 350.000. Hoạt động rất là ok ha. Anh em sử dụng những cây này rất là bền luôn nha anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 23. Mã số 23 trong video, em có một cây cơm ba hàng của Nhật nha. Đây, tình trạng cũng hàng chưa qua sử dụng luôn. Hàng chưa qua sử dụng luôn, còn khá là mới nha. Còn nguyên trong cái phần vỏ hộp này nè. Có cái vỏ hộp nhựa nha. Đây, mã vạch của nó anh em tham khảo ha. Đấy. Cái phần vỏ nhựa, cái phần ở trên này nè. Hàng này nó cấn với hàng kia nè. Là nó có bị bể nha. Đây, nó bị nứt như thế này nè. Đây, nứt bể như thế này nha. Cũng không đáng kể đâu. Em cũng để vào vậy cho anh em mình có tiện mình sử dụng luôn. Đó. Nứt bể bề mặt bên ngoài một tí ha. Rồi, bên trong này nó sẽ bao gồm một cây cơm ba này nè. Một cái hộp chì ha, một cái hộp chì để anh em mình sử dụng cho cây cơm ba nè. Thiết kế nho nhỏ khá là tiện luôn nè. Trên này có thông tin nè, cái size ha, size của cái ruột viết chì. Bên trong có một số ruột nha, nó khá là nhỏ. Đây anh em thể thấy ha. Rồi, ở đây có một cái mũi để anh em thay thế nè. Cái mũi để anh em thay thế ha. Đây đựng chì là 0.3 nha. Đấy, size đựng là 0.3. Trong này sẽ có size chì là 0.3 và 0.5 á. Đây anh em sử dụng 0.3 thì anh em đổi qua đầu này. Còn sử dụng 0.5 thì nó để sẵn cái này luôn ha. Đây. Thiết kế rất là đẹp anh em, dày dặn nha. Đây, size chì là 0.5 đây ha. Rồi, các cái khóa, các chi tiết là rất là ok luôn. Đây, anh em mình có thể điều chỉnh ha. Rồi, mới đẹp nguyên luôn nè. Cái hãng của nó là Drapa gì đây ha. Đây, anh em tham khảo thêm giùm em. Đây, em thấy tình trạng là khá là đẹp luôn.
Về phần hộp á thì nguyên vẹn của nó là khoảng là 18 nè. Dài thì khoảng là 5. Còn cái cây cơm ba này á thì nó khoảng là 15,5. Đó, kích thước nó như vậy ha. Rồi. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ nha. Mã số 23, clip số 84 ạ, giá là 200.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 24. Giới thiệu cho anh em một cây cưa của nhà Sandit ha. Sandit. Hàng của Thụy Điển nha nè, Sweden. Đây. Hình thức là còn khá là ok luôn. Đi kèm cho mình là một cái lưỡi mới luôn anh em, một cái lưỡi mới luôn ha. Đó. Cái phần khung cưa, gườn cưa này nè là thiết kế là bằng hợp kim nhôm, khá là nhẹ nhàng và cứng cáp luôn. Đấy. Anh em cầm thao tác là mình cưa anh em nó không bị mỏi nha, tại vì là nó rất là nhẹ luôn. Hợp kim nhôm nó nhẹ hơn sắt rất là nhiều. Và các cái chi tiết của nó anh em xem kỹ nè, rất là cứng cáp luôn, không có bị mẻ, không có bị bể nứt gì hết anh em. Đấy. Nó vẫn giữ được cái lực cưa rất là ok cho anh em ha. Đó, anh em thấy nè, chi tiết xung quanh là đều rất là ok luôn. Phần cán cầm là bằng nhựa nha nè, phần cán cầm là bằng nhựa. Đây, thiết kế như thế này nè, anh em cầm rất là bám tay, rất là chặt tay luôn ha. Đây, cưa là lưỡi căng thẳng nè. Đây, không có bị cong vên gì hết, không bị dùng gì hết ha. Thì ở đây anh em có thể sử dụng cho hai cái thế lưỡi khác nhau. Này là thế lưỡi thẳng nè, như anh em thấy à, thế lưỡi thẳng nè. Rồi, anh em cũng có thể sử dụng qua cái bên này, là cái lưỡi nó nghiêng á, nó nghiêng anh em có thể đi sâu vào các cái vật mà mình cưa ha. Anh em mình đi sâu vào được nha. Này, đi kèm một cái lưỡi cưa khá là mới luôn cho anh em nè. Các cái chốt của nó là chắc chắn nha nè, các cái chốt nè. Cái đầu chốt của nó là rất là chắc chắn luôn. Đó, không có bị nứt bể gì hết nha. Tổng chiều dài của cái cưa này nè, em đo từ phần đầu cho đến phần cán khoảng là 39cm nha. Lưỡi cưa cây này thì anh em sử dụng lưỡi cưa là 20, lưỡi 26 giúp em nha. Lưỡi 26 này, lưỡi này thì khá là thông dụng. Anh em có thể mua được ở các cái cửa hàng điện nước ở Việt Nam mình là đều ok, đều có cái size này nha nè, size thông dụng. Rồi, hoặc anh em mình có thể nghiên cứu mua những cái lưỡi cưa Mỹ để mình dùng nó ngọt ngào, nó ngon lành hơn. Đó. Anh em thấy cái sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em ha. Mã số 24, clip số 84 ạ. Giá là 250.000 cho một cây cưa này nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 25. Giới thiệu cho anh em mình một cây máy hàng ha, máy hàng chì, hàng của Mỹ nha anh em, hãng Valor ha. Này. Đó. Cây này tình trạng là còn khá là mới đẹp luôn nè. Anh em xem qua ha, các cái góc cạnh của nó nha. Này, thông tin của sản phẩm ha. Đó. Cái phần vỏ nhựa còn khá là mới luôn. Hàng này dùng lướt thôi nè. Này, phần dây này khá là dẻo mềm nha. Đó. Dây của mình thì là chui dẹp nha, chui dẹp bằng đồng. Đây, được sản xuất tại Mexico ha. Cái phần dây được sản xuất tại Mexico. Đây. Rồi. Về kích thước của nó thì em đo tổng thể nha. Bề này thì khoảng là 22cm nè. Bề này thì khoảng là 15cm nha nè. Cây này thì anh em sử dụng cho hai công suất khác nhau là 140 và 100W nha. Đây, hai cái công suất cơ bản cho anh em mình sử dụng ha. Thì ở cái nút nhấn này nè, nó sẽ có hai cái vị trí. Anh em nhấn vào cái vị trí đầu tiên á là 100W ha. Anh em nhấn vào vị trí tiếp theo là 140W. Đó, tùy vào cái nhu cầu thực tế của anh em mình để mình hàng thì mình điều chỉnh ha. Đây. Đây là 100 nè và 140. Đó, có hai cái nút như vậy nha anh em.
để công suất cơ bản cho anh em mình sử dụng ha. Máy thì hoạt động bình thường, đây thông số kỹ thuật anh em có thể tham khảo thêm đây ha. Rồi, khi anh em mình nhấn vào sử dụng á, thì cái đèn này nó sẽ sáng lên báo hiệu cho anh em là máy đang hoạt động nha. Máy hàng Weller này thì nó độ bền nó rất là cao anh em. Đây, họ thiết kế những cái vị trí tỏa nhiệt nè, tỏa nhiệt ra bên ngoài ha. Đấy, nên là máy là nóng rất là nhanh, nóng rất là sâu và độ bền rất là cao. Đó, anh em sử dụng những con máy này thì ngon lành nha. Đấy, tình trạng mới anh em cũng yên tâm. Những cái thiết bị điện mà nó mới mới như thế này anh em yên tâm mình sử dụng ha. Rồi, anh em chốt hàng báo giúp em mã số 25, clip số 84 nha anh em. Giá là 1 triệu ạ. Đi qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 26 giới thiệu với anh em là một cây thước thủy ha, một cây thước con thủy anh em. Đây, hàng của Mỹ nha. Thì tình trạng em thấy cũng ok. Các cái góc cạnh là ok hết ha. Cái này nó bị dính sơn rồi nè. Bị dính sơn. Này anh em mình về mình chà nhẹ thôi. Nó ra ha. Chứ không có nứt bể gì hết nha nè. Dính cái phần nước sơn nước thôi. Trong quá trình xây dựng họ để nó bị dính nước sơn thôi nha. Không có nứt bể gì hết ha. Rồi. Ở này thì nó có 3 cái mực ống thủy nè. 1, 2, 3. Hai cái mực đứng và một cái mực ngang thì các cái ống thủy nó còn hoạt động ok hết nha nè. Rồi, chuẩn hàng của Mỹ ha, made in USA này. Đây. Rồi, cái cây này á, em không biết cái thiết kế nó như vậy hay là cây này nó mới, nó chưa có khui cái phần vỏ nhựa bên ngoài này ra. Nó có một cái phần vỏ nhựa bên ngoài nè. Cái chất liệu chính của nó là hợp kim nhôm. Em thấy các cái phần hai cái mặt bên này nè, hai cái ốp bên này nè là hợp kim nhôm. Và ở trong cái này, phần ở trong cũng là hợp kim nhôm luôn. Đây. Anh em có thể thấy ha. Nó đúc ở trong này luôn. Còn cái phần vỏ ở ngoài á, có thể là cây này nó mới, nó chưa có lấy cái phần phần giấy ra nè, phần giấy với phần cái vỏ nhựa bọc bên ngoài ra, hay là người ta để luôn như thế này thì em cũng không có rành lắm nha. Này thì thật sự là em không rành. Nhà lõi bên trong nè cũng là hợp kim nhôm nè, và hai cái này cũng là hợp kim nhôm luôn. Đây, ở phần đầu thì nó thiết kế bằng nhựa ha. Đó. Thì anh em mình về mình thích nó anh em mình thích nó rõ ràng hơn hay sao đó, thì anh em cứ bỏ cái phần vỏ nhựa ở ngoài đây ra ha. Anh em mở hai cái đầu nè, anh em mình bỏ ra. Đấy, thì em thấy tình trạng nó như vậy thì em cũng để nguyên như vậy luôn. Tại vì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhiều khi nó lại bảo vệ được các cái ống thủy này, nó lại ok hơn. Đấy, nên em cũng không có lấy ra ha. Đấy, các ống thủy nó hoạt động ok hết luôn anh em. Đây. Cái mực trung điểm. Đây, anh em thấy rất rõ ràng ha. Cái cây này là cũng tình trạng cũng còn khá là mới nè. Về kích thước thì chiều dài á, em đo được khoảng là 45,5. Về chiều ngang á thì khoảng là 6,5 anh em, 6,5. Chiều cao này thì khoảng là 2,5 ha. Rồi. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 26, clip số 84 ạ. Giá là 400.000 nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 27, em có một cái bộ đai an toàn nha nè. Bao gồm là một cái dây đai nè, dây đai lưng này nè, một dây đai lưng. Và một cái móc tự động ha, một cái móc tự động với cái tính năng là chống rơi. Đó. Rồi, đầu tiên giới thiệu anh em về phần dây trước nè, dây anh em nịt lưng ha. Đây. Đây, phần khóa của nó khá là mới luôn. Này. Không có gãy nứt gì hết ha. Rồi, phần dây nó này, dây cũng rất là đẹp luôn nè. Có cái màu xanh, dạng như màu xanh quân đội á.
bằng dây khá là đẹp luôn anh em ha. Đây, thông tin sản phẩm đây. Các cái đường may cũng rất là chắc chắn luôn nha anh em. Rồi, về chiều dài của dây. Chiều dài của dây thì em đo được khoảng là hơn 60 nè. Thì em tính 60 đi, 60 thì 1m2 ha. Thì nó tổng chiều dài của nó là 1m2. Thì nó là cái chuẩn chung rồi, hầu như là tất cả các cái size dây nó đều thiết kế khoảng cái độ dài này ha. Tại vì cái chuẩn chung của cái vòng bụng lớn nhất của người châu Á mình thì khoảng như này là ok rồi anh em. Này, đây là cái phần dây ha. Còn khá là mới đẹp luôn. Rồi. Đi kèm là một cái móc tự động. Cái tính năng của nó là chống rơi. Thì đây là cái cục tự động này nè. Em thấy cũng còn nguyên vẹn luôn ha. Anh em sẽ đúc dây vào hai vị trí, ở cái vị trí này nè và vị trí này. Đó. Cái chất nhựa của nó rất là cao cấp luôn, không có bị nứt bể gì hết nha. Nó chày xước nhẹ thì có nhưng mà không nứt bể gì hết. Này là cái phần dây móc bên trong nè. Đấy, cũng nguyên vẹn luôn, không có bị rách nứt gì hết nha nè. Đó. Và cái phần này là phần móc nè nè. Đây, anh em mình mở móc, khóa móc ha. Rất là chắc chắn luôn. Rồi, cái khóa này á, anh em không tự động mở được đâu nha. Trừ khi là anh em mình bấm cái nút này nè. Thì anh em mình mới mở được ha. Thì họ thiết kế như vậy để đảm bảo cái độ an toàn. Nhiều khi có các cái vấn đề gì xảy ra, cái móc nó không có tự bung, nó không có tự đẩy ra được anh em. Đây, rất là tiện dụng luôn ha. Đây, thiết kế rất là an toàn luôn. Rồi, phần kết nối cũng rất là chắc chắn nè anh em, không có bể nứt gì hết ha. Còn về cái tính năng chống rơi của nó này, em test cho anh em xem luôn ha. Đây. Đó, anh em thấy ha, khi mà tác động một cái lực mạnh nè, hay là anh em có cái vấn đề gì đó mình rơi á, thì nó sẽ giữ ngay lập tức, anh em mình không có bị rơi sâu, rơi xa ha. Đấy. Đó, anh em. Đó, anh em kéo bình thường nè, nếu mà mình không tác động một cái lực gì hết, mình kéo bình thường thì rất là ok luôn. Tuy nhiên khi mà có một cái lực bất ngờ nè, đó, nó sẽ giữ lại ngay cái vị trí đó luôn ha. Nó không có kéo ra được nữa nè. Nó giống như cái sợi dây an toàn trên xe hơi của mình đó nè. Cái tính năng nó tương tự như vậy ha. Người ta gọi là cái tính năng chống rơi của cái phụ kiện đai an toàn này ha. Thì em sẽ có một bộ như thế này, bao gồm một dây đai và một cái móc tự động chống rơi. Đó. Giá của cái hai cái sản phẩm này nè, một bộ này ha, là 450.000, mã số 27, clip số 84 ha. Ngoài ra anh em mình có nhu cầu mình mua thêm cái phần móc rời á anh em có nhu cầu mình mua thêm phần móc rời, em cũng có một số cái móc rời cho anh em nè. Móc rời này thì đợt này em về nó không được nhiều nên là em không bán lẻ nha, em chỉ bán kèm cho anh em nào mình mua bộ đai thôi. Đây, thì anh em có thể mua một cái móc rời. Dây của nó là dây ni lông ha. Đây, khá là dày dặn và cứng cáp luôn. Rồi, móc khóa này cũng rất là ok nha. Đây, cái này anh em mình lau nhẹ nó ra, không vấn đề đâu. Rồi, cái tính năng khóa nó cũng tương tự như cái móc lúc nãy nè. Anh em nhấn cái vị trí này thì anh em mở ra mới được ha. Đây, tình trạng cũng rất là dày dặn và cứng cáp luôn. Đây, kết nối chắc chắn nha. Cái phần dây của nó, dây này thì khoảng là 60, khoảng 20 nữa, 1m2, 1m4 á nè. Chiều dài của cái móc này khoảng là 1m4 nha. Đó, anh em có thể mua để mình dự phòng. Hai móc thì lúc nào nó cũng an toàn hơn là một ha anh em ha. Rồi, móc rời này em sẽ bán kèm với bộ đai, có giá là 100.000. Nếu mà anh em lấy 3 chi tiết nè, 1, 2, 3
thì giá của nó sẽ là 550.000 nha em, 550.000. Còn em lấy hai cái chi tiết này thì là 450.000 nha. Rồi em sẽ bán phụ cho anh em là mình có nhu cầu ha. Em cũng có tặng kèm túi luôn. Đây, túi đi liền với cái bộ đai đó luôn nè, để cho anh em mình giữ móc đựng móc ha, rất là gọn gàng. Đây, cái này anh em mình móc vào phần dây đai nè. Này anh em mình đựng móc nè. Ví dụ như khi mình treo cao anh em, anh em để móc vào như thế này nè. Đó, nó không có bị văng ra ngoài, rất là tiện luôn ha. Rồi. Và 27 cũng là cái mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em chú bác mình đã quan tâm theo dõi nha.